Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả các em quay trở lại nhá. Ok các em ạ, thì tập hôm nay là để tưởng nhớ về em mèo vàng đã mất của tôi ở trong tập 5. Đó, nếu mà anh em nào không biết thì ở trong tập 5 mà lúc kia tôi đang xây máy phám sắt và tự nhiên là em mèo vàng là em mới nhảy vào cái lava anh em ạ. Về em mới đi bụi luôn, thật sự là em mới đi quá nhanh tôi không kịp làm gì luôn anh em ạ. Đó, và sau sự kiện đấy thật sự tôi rất là muốn xây một cái gì đó để tưởng nhớ em mèo vàng. Nhưng mà tôi xây rất là kém và tôi không biết là tôi phải xây thế nào. Đây, và tôi đã rất là may mắn khi mà có một bạn YouTuber là bạn đã xây hộ tôi anh em ạ. Đó chính là bạn Đạt Bỏn. À, đây các em nhá, chính là cái video ở đây anh em ạ. Chúng ta cùng xem qua một chút anh em nhá. Đó thì giờ là bạn đang làm cái phần thân con mèo đây anh em. Và bạn làm khá là chi tiết đây anh em ạ, khá là có tâm đấy. Đó, thì nếu mà anh em có thể thấy là lúc mà bạn làm là bạn chỉ ghép nhạc thôi anh em ạ, nên là nó khá là chill anh em nhá. Nếu mà anh em nào mà thích những video kiểu thư giãn đấy, hoặc là những video xây nhà mà nó gọi là nó dễ ngủ ấy à, thì anh em hãy thử ghé thử qua kênh của bạn Đạt Bỏn anh em xem thử nhá. Và thật sự là cảm ơn bạn Đạt Bỏn rất là nhiều vì đã xây theo yêu cầu của tôi. Đây, để tôi cho anh em xem thử cái đoạn cuối xem bạn Đạt Bỏn bạn xây mèo nào anh em nhá. Đây đấy, cái đoạn cuối thật sự rất là đẹp anh em ạ, tôi đã xem qua thử rồi, xinh lắm. Dù là mèo gọi là hơi vàng quá thôi. Hơi quá vàng nhưng mà thật sự gọi là rất là xinh anh em ạ. Đó, xây rất là vừa kích cỡ luôn anh em nhá. Tôi nhìn bạn mèo này mà tôi cứ nhớ em mèo của tôi anh em ạ. Ok các em ạ. Đấy, tôi sẽ để link kênh của bạn ấy ở dưới phần mô tả của tôi anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau nhá. Yêu anh em rất là nhiều.